tuần trước thì tập đặc biệt có hai khách mời, không phân chia ai là đội trưởng, cho nên ngày hôm nay ta là người đến sớm nhất, ta sẽ trở thành đội trưởng xinh đẹp với cái gậy màu xanh. Tất cả mọi người nghe theo cái lệnh của cái gậy màu xanh. Tập hợp. Một vòng trái đất, em nhìn anh, anh nhìn em ngỡ như thật xa. Không nói rằng, không biết rằng, người người chúng ta chưa hề quên. Một vòng trái đất, nhìn anh, anh nhìn em ngồi đây, anh ngồi đây ngỡ như. Mọi người hãy ban máy theo chị Thanh, sẽ xuất hiện thành hai thanh niên sống ảo và hát rập. Em nói rằng, ngồi đây chúng ta không ngồi đây. Đây chúng ta kêu quá trời mà không thể tập hợp. Làm cái trời ơi, Tuấn à, anh làm gì cái môi này? Anh bị bệnh. Anh máu dùng cho mỏ này sao mà đỏ dữ vậy? Bệnh. Anh đừng có xạo. Tôi nói tôi bệnh mà. Bệnh nè. Kính thưa mọi người, nhìn nè, bệnh của Tuấn nè. Ôi đất ơi. Tường ơi, về với em đi Tường ơi. Tường ơi, gia đình gọi tên chị. Chỗ người ta đang nói chuyện. Cái trai em sát vô đúng không? Không biết cái tên. Anh sao vậy? Hả? Con nhỏ này làm gì triệu tập mọi người? Em có phải đội trưởng đâu. Em tới sớm nhất. Tôi tới sớm nhất, tôi mới ngồi tôi tâm sự với người ta. Những mảnh đời cơ nhở. Bây giờ để tôi nhắc mọi người nhớ, ở tuần trước là một cái số đặc biệt là có hai khách mời. Cuối cùng mình quên, đâu có ai hỏi là bình bầu đó. Đáng lẽ Lincoln phải bình bầu một trong chúng ta. Lấy cái này. Lấy cái gì? Thôi. Đau quá. Thôi. Trời ơi. Chắc không đọc được. Rắn mà sao mày nhây dữ vậy? Đập được, lỡ rồi đập đi. Cái kia thôi. Đập rồi nè. Bây giờ Lincoln là cái người chiến thắng thì đương nhiên Lincoln phải bầu một là chị hay là chị Tuấn. Hình như bên kia là khách mời đúng không chị? Hai người nữa đúng không? Ủa trời. Hai người mà giữa nắng mặt trời. Vậy là không. Vậy là bữa nay cũng là số đặc biệt luôn. Em theo. Là hai người luôn, con trai rồi đúng không? Tuần này là tới hai nữ. Khoan. Trời. Ê, cái phong thái này là cái phong thái là quen lắm. Cái phong thái là hỏi có che cái gì vậy? Cũng cái là gia Chương Nhi. Không, gia Chương Nhi không lùn vậy đâu. Con bé này nhỏ xíu à. Oh, ok, chào con. Cầm giùm em cái. Ô, múa giỏi quá. Bé sợ. Nhưng mà mấy đứa này là chơi rồi. Sao biết chơi rồi? Ủa, chứ chưa chơi hả? Con có phải Nhi không con? Bây giờ tôi dám cá nè. Hai người này chưa chơi. Đúng. Hai người này chưa chơi, tôi khẳng định là chưa chơi. Tôi chắc lừa gạt mình, hai người hoàn toàn chưa chơi. Theo như một con mắt lành nghề của em thì cái cô này là dancer. Không. Biên đạo múa. Mà hay đi múa chung với lại Quang Đăng hồi xưa. Mến. Theo như con mắt. Không phải. Cái miệng đó không phải. Cái miệng đúng. Đúng, trốn cái gì. Mà Quỳnh Mến á thì rất là nhoi. Nhoi dữ lắm. Đúng rồi. Quỳnh Lập. Quỳnh Lập không em? Cái vũ điệu này gọi là vũ điệu gì? Quỳnh Mến thì ăn nha cái mặt ơi. Vậy thôi, ngại nói anh ta Quỳnh Lập. Xin chào các anh chị. Hôm nay có phải là Quỳnh Mến không? Quỳnh Mến hôm nay bữa giờ có làm nhiều chương trình chưa? Dạ có. Dạ dựng cho người ta nhảy. Mà nhảy cũng được không em? Anh có muốn thử không? Anh đang bệnh. Anh đang bệnh, nhìn môi đi. Nhảy cho anh hết bệnh anh. Mời anh hưởng luôn nè. Cái đó mày làm được đó Tuấn. Cái đó được. Đang chơi đá banh hả Tuấn? Dạ cũng được. Tiềm năng không Tuấn? Lỗi để ra phía sau. Rồi bây giờ giải quyết cô bé bên này đi. Con có phải là Thu Trang không? Hả? Ok. Cái gì? Thu Trang thì Thu Trang vợ anh Tiến Lộc hả? Trời ơi, ba đâu có lồi vậy. Thu Trang mà cười đẹp được vậy hả?
Trời ơi, bà cha mới trời ơi, thương cha mà học sinh như vậy hả? Chị Bu không? Chị Bi Bu. Chị Bu không phải. Chị Bu nhìn biết liền. Cầm gì đây con? Không biết, lạ quá hả? Bộ phim con từng đóng là gì? Trời mắng to vậy. X-Men. X-Men. Đóng lên Hollywood luôn hả? Bây giờ nói tên cái chữ cái đầu tiên là chữ gì? Tên chữ cái đầu tiên. Dạ. Có tên thú. Là gần đúng mà thiếu chữ á. À. Thủy. Tên thua. Thủy. Thủy. Rồi. Sữa bò xanh kìa. Wow. Rồi. Dạ, em xin chào các anh chị ạ. Mọi người gọi em là Rivi, em là diễn viên của bên kênh Phát TV ạ. Phát là chuyên hài đó. Phát là chuyên hài ạ? Dạ, chuyên hài nhưng ba cây kia hài thôi, còn em không có hài. Em là chính kịch đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai khách mời đã lộ diện rồi. Chúng ta sẽ dừng lại tại đây và chia đội. Giống như tuần trước thì hai khách mời có quyền được chọn hai thành viên và đội của mình. Chúng tôi là những nhân vật tài năng như thế nào? Thì để giới thiệu sơ qua. Anh xin tự giới thiệu một mình anh thôi, tại vì anh không dám nhận định một ai khác. Anh đẹp trai, thông minh, tháo vát, sức khỏe, bền bỉ. Ok, chị thôi. Chị là một người gọi là có một cái trí tuệ rất là mưu lược, một sự sâu sắc, một sự trải nghiệm vô biên. Tuy nhiên hôm nay chị bị bệnh. Biểu từ sắc đẹp có bị đời xấu. Ta là hiện thân của ác quỷ. Bởi vì những suy nghĩ đen tối nhất ở trong cuộc chơi này ta đều nghĩ ra. Và thắng hay thua đều là do hên xui. Thường là thua. Em nghĩ là nếu mà bây giờ muốn chọn thành viên mạnh, tại vì bây giờ em cũng chưa biết được trong 4 người ai mạnh đúng không? Nhìn thấy là người cúng nhau to thôi nhưng mà chưa chắc đã bền bỉ đúng không? Đấy. Thì bây giờ em muốn thử sức mọi người xem thử như nào. Bây giờ mình hai tụi em mạn phép xin đưa ra các thử thách cho anh chị nha, để biết ai sẽ về đội của chúng em. Hai chị bệnh đó. Thử về Miu đi. Đó, cái này nó cũng cần cái độ chính xác cao lắm. Mọi người không cần phải tốn nhiều mồ hôi đâu. Đúng. Mọi người chỉ cần cái độ chuẩn xác thôi. Đó chính là phi tiêu. Phi tiêu à? Thường. Ai thắng thua về đội ai chưa biết hả? Dạ chưa biết. Cứ là các chị hai người đã thất bại chứ. Bên kia hãy tự thảo luận với nhau trước đi. Trời, nào người ta là đội trưởng nha. Mình là nữ thì mình được hai ô hơn hả chị? Ồ, còn số sao? Lô tô chị ơi. Còn số sao? Dạ, hai mình được cao hơn xíu không? Mình hồng tâm thôi. Yeah. Đi bụi luôn. Màu xanh của tôi dính vô cái thằng vàng đầu nó rớt xuống. Oh my god. Em ném ra ngoài nên em đừng ném lại. Ủa? Ra đây em nè, hồng tâm nè. Mọi người dính ra đi. Hồng tâm cái coi. Mày hồng tâm cho mày học ma bây giờ mày cho hồng tâm. Thấy chưa? Oh. Bảy luôn kìa. Thế thì cái gì? Nếu mà vậy thì ai thắng à? Chị thắng là cưng. Dạ mời chị ăn kẹo để đi tiếp thử thách của em nha. Ê, cái kẹo này có phải là kẹo thúi không? Không. Trời ơi, em hại chị vậy sao? Nguyên Anh là sẽ được hai người luôn. Em có thêm một thử thách mới nữa ạ. Đúng hả? Sao? Đó là thử thách của Mến, còn đây là thử thách của em. Wow. Nãy giờ là mình thi tinh mắt, còn bây giờ là mình thi sức khỏe nè. Em có một bịch bong bóng ở đây và em muốn mọi người thổi, ai thổi to nhất thì người đó thắng ạ. Ồ, Tuấn nó sợ lắm. Tuấn thua rồi. Thôi. Ok. Ba. Nè. Sợ hả anh? Thôi dễ quá chị. Chị Tường ơi, tự nổ đi chị. Con Tứ kìa, thằng hèn hạ. Tứ hèn hạ và nhút nhát.
Không, tới đây thì em biết là em nên chọn ai rồi đúng không? Hai người cùng đều luôn, vậy em tặng mỗi người một lọ kẹo ạ. Mời chị. Còn bên kia là chị Thường ạ. Hết lọ luôn ạ, đây là phần thưởng của người chiến thắng. Cái gì? Trời ơi, chị Tường nổ rồi, mời chị hai viên kẹo. Thôi chị thắng rồi em, cho chị hết em chị đi. Sau khi qua mấy vòng thử thách, hai khách mời tỏ ra bất lực. Chỉ biết mời kẹo chứ không biết. Cho nên bây giờ tao quyết định không để cho hai khách mời chọn nữa. Được. Mà chúng ta hãy giật lại cái quyền được chọn đội trưởng. Rõ ràng. Bây giờ thể lệ như sao? Trên tay ta có một chiếc bong bóng. Bây giờ bốn đứa chúng ta bắt thành hai cặp, cặp nam và cặp nữ, sẽ tưng bóng bằng chân. Ai làm bóng chạm đất trước coi như người đó thua, người kia được quyền chọn đội trưởng. Ok. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, không được dùng tay. Ừ, rồi, thua. Xong, chọn người đi, Bích Lô. Em chọn mình mến đi. 1, 2, 3. 2, 3, 5. 6. Thôi rồi. Quỳnh Mến. Em muốn gì nữa? Muốn gì nữa? Tụi anh là trời ơi, hai người mạnh nhất rồi đó. Chú tụi anh đã thắng rồi đó. Phong bì. Ủa phong bì gì nữa? Trời ơi, phong bì ba nhét ở đâu mà ba móc ra được hay vậy? Có một cái nhiệm vụ bí mật, mỗi người có một cái đạo kẹo. Hãy tìm đủ mọi cách làm sao đấy để mà mời càng nhiều người ăn càng tốt. Nếu mời được một người ăn kẹo, 1 điểm. Nếu mời được 2 người trở lên ăn kẹo, 2 điểm. Điểm này sẽ được tính vào quỹ điểm của 2 đội theo công của đội trưởng. Nếu mà vậy thì ai thắng à? Chị thắng nè cưng. Dạ, mời chị ăn kẹo. À, là hồi nãy ăn kẹo á vậy? Ăn hoài vậy luôn hả? Ăn hết hộp kẹo của tụi em luôn. 3 vòng rồi. Không, là chị Thường ạ. Hết lọ luôn ạ. Đây là phần thưởng của người chiến thắng. Hồi nãy của em màu gì vậy? Của em màu vàng hết sạch. Dạ, màu vàng này hết sạch rồi thưa quý vị. Có màu xanh. Màu xanh vẫn còn nguyên quý vị ơi, màu xanh là của ai nè? Đang ngu vậy mới. Ta thật thà quá trừng trời luôn, sợ mấy anh chị tiểu đường hiểu không? Giùm có bao nhiêu điểm? Một người thì 1 điểm, mà nếu 2 người trở lên thì được 2 điểm, tức là chúng ta mỗi đội 2 điểm. Có một nghệ sĩ thuộc loại hình đặc biệt đang ở gần đây, hãy đi tìm, gặp người này và xin được học nghề. Làm theo yêu cầu của nghệ sĩ này. Nghị Trung. Nghệ sĩ học nghề hả chị? Nghệ sĩ học nghề tức là đâu phải nghệ sĩ về nghệ thuật vẽ hay không gì đó. Anh ơi, cho em hỏi anh có phải là một nghệ sĩ mà chương trình cần gặp không anh? Không có đơn giản đâu, người nào phải hơi khả nghi xíu cơ. Dạ đúng rồi, cái kiểu mà dạy mấy cái này chị, hoặc là đồ ăn, hoặc là nấu ăn, hoặc là cái gì ấy, thì chắc là bên Hoa này chị. Tương. Dạ chào anh. Dạ. Bên đây. Dưới đây. Dưới đây, dưới đây, dưới đây. Dạ sao hỏi quý danh anh là gì ạ? Ờ, lên tính cho một tiếng. Anh làm nghề siết lâu chưa anh? 20 mấy năm. 20 mấy năm. Wow. Dạ bây giờ mời anh biểu diễn với mấy chú khỉ của anh cho tụi em xem. Rồi anh sẽ học nghề của anh. Dạ, yeah, rồi mình xích ra. Đừng có sát vào nha, không biết đâu. Ồ, bây giờ xào đồ nè. Trời ơi, sao vậy nó được? Đó nữa hả? Ồ, con này mặn dữ rồi bay. Quá dữ. Nó mặn lắm thì là hấp. Ai chào. Tiến chạy sắp bom bò. Lên con. Say. 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 Hay quá. Ok,
ca rồi mình đi kiếm nghệ sĩ khác để mình học coi nè. Bây giờ một đội làm đỡ gạo đi. Dạ. Làm xe đơn, hai đội chung làm xe đạp luôn. Tụi thì đi, ai thắng người lựa chọn. Rồi. Ok, hai, bắt. Mình giả gạo. Đội tôi giả gạo. Giả gạo ạ. Dạ. Gì á? Giờ mình cử ra một người để trả lời thôi. Cát Tường vẫn đúng hơn. Yeah. Chuẩn hơn. Hấp qua phát lục tục. Bên này là gì? Hấp. Rồi một hấp thôi. Hấp. Không đúng. Ok. Rồi vậy là bây giờ đội của Thủy thắng đội của Quỳnh Mến 1-1. Rồi, rồi. Cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. À. Trốn tìm kiếm và cướp cờ trong khu vực bán quần áo. Thi trốn tìm hai hiệp, lần lượt đổi vai trò đội trốn và đội đi tìm. Mỗi hiệp tối đa 10 phút. Trong quá trình trốn phải tìm và lấy được khăn của biệt đội xấu sẽ treo ở cổ các mannequin bất kỳ trong chợ. Đội có tổng thời gian trốn của 3 thành viên nhiều hơn 2 điểm, lấy được mỗi lá cờ được 1 điểm. 1, 2, 3. Em muốn tìm trước đi. Rồi ok, muốn tìm trước. 2 phút để trốn hả?
Hả? Có không? Ủa bán đây hả? Chuyện gì vậy? Bị đổi sao? Ờ, tí nữa thấy ai trốn trốn á chỉ liền nha. Bạn bè với nhau phải giúp đỡ lẫn nhau nha. Thấy không? Nãy giờ có thấy không? Có thấy ai trốn không? Không, tôi chưa thấy. À vậy hả? Tí nữa đi, tí nữa nghe. Tí nữa nha. Quay, quay cẩm đâu? Quay cái mé, con cái con đang ngồi bắt lên. Đây, vô. Hello, it's me. Chơi bị chỉ kìa. Chơi mà chơi bị chỉ kìa. Chúc mừng bạn về với gia đình. Cảm ơn nhiều nha. Tôi không ngờ người đồng đội của tôi trốn kỹ tới mức là không ai tìm ra. Và cái xui nhất của em là bị người ta chỉ điểm cho anh Tuấn gặp vô tình gặp người quen. Tôi thì tôi thấy cái cờ của ban tổ chức. Sau khi tôi tìm nát cái chỗ này tôi không thấy đâu. Tại vì bạn trốn sâu thì trốn kỹ quá. Tôi phải che cái cờ vô lại phất phới ra nữa. Nói chung là chuyện dịch của chị bị hư đúng không? Để lấy cái cờ nhưng không ngờ bạn trốn vui trốn vui. Bạn không hề thấy cái cờ. Thôi nên hết giờ. Em bị bắt ở lúc 3 phút 26 giây. Hai bạn nữ của em tìm hoài không ra chứng tỏ là 10 phút đúng không? 10 phút mỗi người là 23 phút. 23 phút. 6 giây. 26 giây. Anh ơi cho em vô đây trốn nha anh. Dạ. Chỗ này không thể trốn được. Anh trốn được không? Đâu, đâu, đâu. Ok. Ok. Được. Trốn mãi trong đây đi. À, trong đây đi. Để ghế vô đây nè em, để ghế vô đây. Chị cởi dài ra, chị trốn luôn. Chị ơi, cho em trốn thang máy nha chị. Chị lấy cái dây thủng lên cho em đó. Người ta đi tìm chứ gì.
nè. Rồi. Có mấy anh chị chạy vô đây trốn không? Có. À, đi hướng qua toilet đó anh. Hướng bên đây anh. Để em chạy vòng bên đây. Cuộc đời em giờ không tin ai được hết, nó khổ ghê vậy đó. Có hai chị ở tường không hả? Không. Không. Sao thấy được, nghĩ sao hỏi thấy cạnh dĩa tường không? Là tự đi tìm mới hay chứ. Trời, chui không nằm rồi hả? Đi vô chuồng rồi. Chị Tường ơi, chị Tường à. Hello Tường. Dạ, cho con vô lục xác xíu nha. Thoải mái. Dạ. Bình thường thôi. Dạ. Tường ơi, cứ. Thấy các Tường không chị? Tìm đi hả? Dạ thì tìm. Có trong này trời ơi. Ừ ok, cảm ơn em. Chị thương em gì chỉ em đi. Có mà đi rồi anh. Đi về hướng nào chị? Chị Cát Tường, I love you. Em tìm được chị Cát Tường rồi nha. Tôi kêu ra lấy cái ghế ngồi đây rồi mà. Trời đất ơi. Em xin phép chị nha. Hỏi tôi cái chị cho xem. Em hỏi chị đó. Chị nãy chị điểm em nè. Trời ơi. Chị giả bộ chị chỉ ơi. Tuấn này nãy giờ hay lắm. Nó chọn nơi người quen rồi chắc ăn nhất nè. Tuấn ơi ra đây Tuấn ơi. Hết giờ rồi Tuấn ơi. Đi ra đây. Ở vòng trốn tìm này, đội của Thủy GB đã về tổng thời gian trốn thì thua đội của Hiền Mến. Cho nên là đội đây là dẫn được 2 điểm. Tuy nhiên ở vòng đi trốn thì Kiều Minh Tuấn đã lấy được một cái cờ là được 1 điểm. Kêu nó ra lấy cái khăn đi em, lấy cái khăn nó đi. Ra lấy cái khăn Tuấn, ra lấy cái khăn Tuấn, nhanh Tuấn. Ra lấy cái khăn.
ở đâu, ở đâu, ở đâu? Đó, 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 lấy, trốn vô lại, trốn vô lại.